Tôi thở dài một tiếng, cúi xuống, đổi đôi giày thể thao thành dép đi ở trong nhà. Mỗi lần trở về sau một ngày dài mệt mỏi ở trường, tôi đều sẽ tìm mẹ để kể lể với bà. Mẹ! Nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ, tôi chợt nghe thấy bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nói cho anh biết, giữa tôi và cô ta, anh chỉ được chọn một mà thôi. Cô biết rõ là tôi không thể mà. Đừng nói nhiều nữa, tôi muốn gặp con gái của tôi. Vậy thì đừng hòng. Anh quay về với vợ và con gái của anh đi. Trái với sự giận dữ của mẹ, tôi như chết lặng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Chẳng lẽ... Trước khi nghe tôi kể tiếp câu chuyện, các bạn hãy like và đăng ký kênh LDA nhé. Xin chào các bạn, tôi là Arina, năm nay 17 tuổi, đang cùng mẹ sinh sống tại Mỹ và tôi không có bố. Trong tuổi thơ của tôi, không hề có sự xuất hiện của bố. Mẹ bảo rằng ông ấy đã mất vì tai nạn giao thông. Tôi biết đó là một lời nói dối, nhưng bởi vì có một người mẹ vô cùng tuyệt vời, nên việc không có bố cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Từ khi được sinh ra, tôi đã định sẵn là một thiên tài. Xin chúc mừng em Arvina Hell đã chiến thắng cuộc thi Olympic chuyên ngành toán lý. Xin chúc mừng em Arvina Hell đã xuất sắc đạt được danh hiệu học sinh có số điểm thi cao nhất toàn trường. Không biết là em có bí quyết học tập gì để chia sẻ cho các bạn học sinh khác không? Bí quyết để có thể được như em, đó chính là đã giỏi từ ở trong bụng mẹ. Chỉ cần là cuộc thi mà tôi tham gia thì thứ hạng cao nhất chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Hẳn sẽ có người nghĩ bề ngoài của tôi là một cô nàng mọt sách với cặp kính dày cỗm. No, no. Tôi sở hữu một gương mặt như Ariana Grande. Có lẽ vì lẽ đó mà tên của tôi có hơi na ná với cô ấy. Thân hình bốc lửa không kém gì các cô người mẫu ở trên sàn diễn của Victoria's Secret và rất có gu ăn mặc. Bởi lẽ đó mà tôi cực kỳ có sức hút với phái nam. Còn phái nữ thì... tất nhiên rồi, họ đều không thích tôi bởi vì ghen tị với những gì tôi có. Tôi thực sự hoàn hảo làm sao nếu như tôi không có một người bố tồi tệ và phải luôn lo sợ để không cho bí mật này bị phát hiện. Vẫn là một buổi sáng bình thường mà tôi cắp sách đến trường. Điểm khác biệt duy nhất chính là hôm nay đội cổ động sẽ chọn ra vị trí nhảy chính. Vốn dĩ tôi không chú ý đến xung quanh, nhưng tôi chợt nghe thấy đối thủ một mất một con của mình đang cùng đám bạn của cô ta. Mày đừng lo, con Ariana đó sẽ chẳng thể được chọn cho vị trí chủ chốt đâu. Cả ngày tỏ ra như mình là nữ thần. Gớm chết đi được. Tao mà cần lo sao? Còn Ariana chết tiệt đó chỉ xứng bị tao đạp ở dưới chân mà thôi. Tôi không thèm tranh cãi với họ đâu, bởi vì người nổi bật xuất chúng thường bị người ta ghen ghét mà. Thay vì có một hội bạn hỗn tạp như Katarina, thì tôi chỉ có một người bạn vô cùng hợp với mình là Mina. Không giống với tôi, cô ấy có một ngoại hình và năng lực bình thường và là người khó nhận được sự chú ý. Mina, cho cậu nè. Nói rồi, tôi đưa số đồ ăn vặt ở trên bàn cho cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy bị tóc mái che hết, nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy. Nhưng mà tôi cũng đã quen cậu ấy như vậy rồi. Giờ nghỉ trưa, đội cổ động tập hợp tất cả các thành viên. Lý do tất nhiên là vì tranh vị trí center rồi. Và hai ứng viên sáng giá nhất chính là tôi và Katarina. Do tính chất công bằng nên huấn luyện viên cho tôi và cô nàng cùng một đề bài giống nhau. Nhưng khi thực hiện cú xoay người kết hợp với đáp đất từ độ cao khá lớn, Katarina đã không dám nhảy xuống và kết thúc phần biểu diễn ở ngay tại đó. Còn tôi thì hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Nói đến đây thì chắc hẳn các bạn đã biết ai là người được huấn luyện viên chọn rồi, có đúng không? Tôi được huấn luyện viên gọi ở lại để bàn bạc về lịch luyện tập cá nhân, nên khi đến phòng thay đồ thì người cũng đã về gần hết, nhưng người cần về thì lại không về. Rõ ràng là huấn luyện viên ưu ái con Arina, vốn dĩ đã không cho mày có cơ hội để đạt vị trí đó rồi. Nếu không có gương mặt đó thì nó cũng chỉ là một đứa vô dụng và thấp kém thôi. Mày định bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy á? Tôi nghe thấy Katarina đóng sập cửa của tủ đựng đồ. Mày nghĩ sao? Tôi thản nhiên đi lướt qua cả ba người. Thay vì ở đây để nói xấu người khác thì hãy luyện tập thêm và thực hiện hoàn hảo các cú nhảy đi. Tôi cất hết đồ đạc vào trong ba lô, dự tính rời đi. Nhưng lúc lướt qua mặt của Katarina, bước chân của tôi dừng lại. Cậu có biết là vì sao mình không bao giờ thắng được tôi không? Hả? Mày nói cái gì đấy? Bởi vì cậu không biết tự lượng sức mình. Nói rồi, mặc kệ cậu ta đang nổi điên, tôi đi một mạch ra khỏi phòng thay đồ. Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng không thể tốt hơn. Vốn không lạ lẫm gì khi nhận được sự chú ý của người khác. Nhưng dọc đường đi, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ quái từ mọi người. Thì nhìn thấy hình của mình đang dán ở trên tường và bị rêu rao
là đồ không có bố. Nỗi xấu hổ và phẫn nộ ập đến, tôi xé rách hết chúng và vứt vào thùng rác. Trên đó viết không đúng sao? Cái con không có bố. Cậu, là cậu làm? Loại người như mày xứng đáng bị như vậy. Katarina, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Buổi chiều hôm ấy, đội cổ động có trình diễn khai mạc. Tôi biết Katarina có thói quen bôi một loại kem giúp cho da lấp lánh mỗi khi biểu diễn. Và tôi đã đổi nó thành sơn dạ quang, một loại sơn chỉ nhìn thấy khi ở trong bóng tối. Ngay khi đèn ở sân vận động tắt, người của cậu ta phát sáng màu neon, khiến cả khán đài cười ồ lên với vang lên vô số lời trêu chọc. Katarina đã phải nhẫn nhịn cho đến khi biểu diễn xong. Cậu ta tức như điên và hét lên. Là ai? Là con khốn nào đã làm ra việc này? Thích không? Nó là món quà mà tôi dành tặng cho cậu đó. Cảm ơn vì bao lâu nay cậu đã giúp cuộc sống của tôi bớt nhàm chán. Arena, mày chờ đó. Tôi mặc kệ và tưởng chừng như Katarina sẽ yên ắng một thời gian thì tôi đã quá xem thường cậu ta rồi. Không bao lâu, bọn họ lại tiếp tục giở trò. Chính là cái con nhỏ ống ả ống nghẹo ở lớp bên cạnh đó hả? Còn ai vào đây nữa? Chính là nó đó. Bình thường thì tỏ vẻ thanh cao, thực là không ngờ mà. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Tôi đã cố phớt lờ những lời nói đó, nhưng ngay khi bước vào lớp, giọng điệu mỉa mai của đám Katarina đã lập tức lọt vào tai của tôi. Xem đi, xem nữ thần của mấy người đi kìa. Ồ, ai viết cái bài này thế? Tao thích cái tiêu đề lắm đấy. Bộ mặt thật của hot girl trường học Arena Hell. Tôi giật mình bởi câu nói của Katarina, không nhịn được mà chạy đến trước mặt của cô nàng. Cậu và đám bạn của cậu lại bày ra cái trò gì vậy? Nè nè, đừng có mà ngậm máu phun người. Ồ, còn khốn giả tạo, còn muốn diễn à? Mày không thể lừa được ai nữa đâu. Mấy cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Bao lâu nay nói xấu ở sau lưng tôi còn chưa đủ, bây giờ lại còn dám vu khống người khác à? Katarina nở một nụ cười nhếch mép đầy khinh khỉnh, giơ chiếc điện thoại đang cầm đến trước mặt của tôi. Tôi cướp lấy chiếc điện thoại của cô nàng, dí mắt sát vào màn hình. Tố cáo tôi khi còn ở trường cấp 2, tôi đã nhiều lần đánh và bắt nạt bạn học, thậm chí là copy bài của bạn học để đạt điểm cao và mắng giáo viên ở trong group chat riêng. Quan trọng là tất cả đều có đính kèm bằng chứng. Tôi không có làm, người nào đã đăng bài viết này? Katarina giật lại cái điện thoại từ tay của tôi. Chứng cứ rành rành mà mày còn dám chối. Đồ vô liêm sỉ. Tôi thực sự không có làm, còn về bằng chứng thì tôi không có đánh nữ sinh đó, mà là đang ở trong tư thế phòng vệ, bảo vệ một cô bạn khác. Tôi cũng không có copy bài của người khác, mặc dù hai bài thi có bài làm giống nhau, nhưng tôi là người nộp bài trước. Chuyện duy nhất đúng là việc tôi mắng giáo viên ở trong group chat riêng, nhưng nguyên nhân là do giáo viên đó đã quấy rối tình dục một bạn học và tôi đã không thể kiềm chế được lời nói. Mọi việc dần dần mất kiểm soát khi mỗi nơi mà tôi đi đến đều xuất hiện tiếng nói xấu và chửi rủa. Trường học xem xét lại việc sẽ rút toàn bộ học bổng của tôi. Đội cổ động cũng đã đổi vị trí chủ chốt thành Katarina. Các anh chàng luôn vây quanh tôi, giờ đây cũng chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi cố lên bài viết để giải thích mọi việc, nhưng khi tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống thì thêm một bài mới xuất hiện. Nói mẹ của tôi là người thứ ba và tôi là một đứa con riêng. Kẻ đó viết về tôi một cách rất thậm tệ, bảo bên trong của tôi thối nát nhưng lại tỏ ra cao quý, luôn luôn thích xem thường người khác. Tôi tắt điện thoại đi, không có cách phản bác lại những lời đó, bởi vì nó là sự thật. Tôi cố quên nó đi và hẹn Mina cùng đến nhà ăn. Nhưng ngay khi bước vào, tôi đã gặp hội của Katarina. Cô nàng chợt nhào lên và cho tôi một cái bạt tay. Cậu điên rồi à, Katarina? Tôi ôm một bên má vừa bị đánh. Cái tát đó khiến mặt của tôi đau điếng. Con khốn, mày và mẹ của mày đều là đồ đê tiện, phá hoại hạnh phúc của người khác. Katarina và đám bạn của cô ta dồn tôi vào một góc tường, đè tôi ở trên mặt đất, liên tục dùng chân đá vào bụng và bả vai của tôi. Chắc chắn là cái thứ lăng loàn như mẹ của mày đã quyến rũ ba của tao, rồi sinh ra đứa con hoang như mày. Katarina vừa nói cái gì cơ? Tôi có đang hiểu lầm lời của cô nàng hay không? Cái gì mà quyến rũ ba của cậu ta, rồi sinh ra tôi? Không ngờ nha. Thì ra Katarina và Arina là chị em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa, mẹ của Arina lại còn là kẻ thứ ba đấy. Dù lời mà bọn họ nói không hề sai, nhưng tôi quyết định sẽ không thừa nhận. Không phải, là do có người đố kỵ với tôi nên đã cố tình nói dối.
Cái loại người như mày thì ai mà thèm đố kỵ chứ. Tôi hớt hải chạy ra khỏi đó. Sau đó là chuỗi ngày mà tôi bị chửi rủa, khinh thường. Nhưng tôi không dám nói với mẹ, bởi vì dù có chối ra sao thì sự thật mẹ của tôi vẫn là kẻ thứ ba, và tôi là một đứa con riêng. Gần đây, vào mỗi giờ nghỉ, tôi đều sẽ trốn ở khu vườn sau trường. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc tôi đang ngồi ở trên băng ghế, vai chợt bị ai đó khều một cái, tôi hết hồn và xoay người lại. Sao cậu lại ngồi ở đây? Không đi ăn trưa sao? Tôi im lặng nhìn cậu ấy, đang từ từ nhớ ra xem người này là ai. Một lúc sau mới nhận ra đây là Romeo, đội trưởng của đội bóng rổ. Cậu có muốn ăn trưa cùng mình không? Nói rồi, cậu ấy đưa cho tôi một cái hamburger. Cảm ơn, đây là bữa ăn ngon nhất đối với tôi suốt mấy ngày qua. Sau hôm ấy, vào mỗi buổi trưa, Romeo đều sẽ mang đồ ăn đến cho tôi. Cậu ấy đã dành rất nhiều thời gian để bầu bạn và an ủi tôi. Cậu ấy kể với tôi, buổi trưa thường không thích chen chúc ở nhà ăn, nên đã mò đến tận đây và tình cờ gặp được tôi. Hôm đó, chẳng hiểu sao Romeo lại rủ tôi đến nhà ăn. Cậu ấy bảo là hôm nay ở trong thực đơn ăn trưa có món mà cậu ấy thích. Dù rất sợ lời dì xào, nhưng Romeo đã nói là sẽ bảo vệ tôi. Lúc cùng bước vào nhà ăn, chúng tôi thu hút vô số sự chú ý, nhưng tất nhiên là nó không hề tốt đẹp gì cả. Cậu ta còn dám vác mặt đến đây à? Khiếp, mặt dày chưa kìa. Người đi ở bên cạnh cậu ta không phải là Romeo sao? Ơ, sao cậu ấy lại đi chung với cái đồ thảm hại như Arena chứ? Tay của tôi đã siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng tôi đã nhịn xuống. Vốn sẽ chẳng có việc gì lớn lao nếu như tôi không bị ai đó hất cả khay thức ăn lên người. À! Con khốn, sao mày dám cướp bạn trai của tao? Cậu nói cái gì vậy? Có bị điên không hả? Mày còn dám mắng tao? Romeo là bạn trai của tao đấy! Tôi sốc đến độ mở to hai mắt, quay ngắt nhìn sang Romeo, nhưng cậu ấy lại đi đến bên cạnh của Mimi. Anh không có làm chuyện gì có lỗi với em cả, là cậu ta đeo bám anh. Tôi như bị sét đánh một cái, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Rõ ràng là cậu. Đừng ảo tưởng là thằng con trai nào cũng sẽ có tình cảm với cậu. Họ đã lập ra kế hoạch tiếp cận tôi để bôi nhọ và làm tôi thê thảm hơn. Trái tim của tôi đau đớn. Sao các cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Đúng là mẹ nào con ấy. Mẹ đã phá hoại hạnh phúc của người khác thì đứa con cũng chẳng tốt lành gì. Tiếng xỉa sói ở nhà ăn mỗi lúc một lớn hơn. Tôi không chịu nổi mà bịt tai lại, chạy điên cuồng ra khỏi đó. Nước mắt cứ tuôn đầy ở trên khuôn mặt. Tôi không biết mình đã làm sai ở đâu nữa. Tôi như cái xác không hồn mà quay về nhà. Mẹ của tôi đã đi du lịch cùng với hội bạn thân lâu năm, nên bây giờ ở nhà chỉ có mỗi mình tôi. Điện thoại bàn reo lên. Tôi chậm chạp nhấc máy. Quả thực, năm đó là tôi có lỗi với em. Là tôi vì tiền mà phản bội em, bỏ mặc em mà cưới cô ấy. Nhưng khi đó, gia đình của tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của gia đình nhà họ. Xin lỗi, chú gọi nhầm số rồi. Bàn tay đang cầm ống nghe của tôi run lên dữ dội. Suốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây? Tôi lật tung cả căn nhà của mình lên và tìm được một thùng đồ cũ. Ở bên trong là ảnh của mẹ tôi và một người đàn ông. Theo ảnh chụp, hai người họ đã yêu nhau từ hồi cấp 3. Vậy thì, cô ấy mà bố tôi nhắc đến là mẹ của Katarina, và bà ta mới thực sự là người thứ ba ở trong câu chuyện này sao? Tôi không phải là con riêng, mẹ của tôi cũng không phải là người phụ nữ xấu xa như lời mà người khác nói. Tôi chụp lại tất cả số ảnh đó, rồi đem nó up lên mạng và viết rằng đây là ảnh của bố mẹ tôi khi xưa. Họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Nếu ai có bằng chứng thì hãy gọi mẹ của tôi là người thứ ba. Ban đầu, bài đăng còn nhận về rất nhiều lời mắng chửi, nhưng dần dần chiều hướng đã thay đổi. Không có ai có bằng chứng về việc mẹ của tôi đã cướp chồng của người khác cả. Trái lại, họ còn quay sang nghi ngờ mẹ con của Katarina. Mỗi lần có người hỏi đến vấn đề này, cô ta lại nổi điên lên. Thậm chí, tôi phát hiện được thì ra bài đăng ở trên diễn đàn không phải là vết tích của đám Katarina. Không phải là cậu nói sẽ cho mình xem cách mà cậu đã photoshop đóng ảnh chụp của bố mẹ cậu đó sao? Cậu đợi một lát, mình vào phòng vệ sinh chút đã. Tôi bước vào nhà vệ sinh, nhưng lại len lén núp sau cánh cửa để quan sát tình hình ở bên ngoài. Đúng như tôi đoán, Mina đã lẻn vào phòng của tôi. Cậu ta lật tung hết mọi ngóc ngách với dáng vẻ rất khả nghi. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi tưởng chúng ta là bạn tốt. Cậu ta giật mình quay đầu về phía cửa với vẻ mặt hoảng hốt. Sao cậu lại...
Tôi thành ra như vậy, cậu vui lắm sao? Tôi luôn đối xử chân thành với cậu, vậy mà... Nghe tôi nói vậy, cậu ta bỗng cười rộ lên. Cậu bớt giả nai đi. Chẳng phải cậu luôn xem thường và thương hại tôi hay sao? Tôi không cần sự bố thí của cậu. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi xem cậu là bạn tốt nên mới muốn chia sẻ với cậu. Nhưng mà tôi không cần. Chỉ có cậu tự xem là như vậy mà thôi. Cũng bởi cái tính xem bản thân là nhất của cậu nên tất cả nữ sinh ở trường mới ghét cậu đó. Đồ ngạo mạn. Cậu ta đẩy tôi một cái rồi chạy đi ngay sau đó. Nghe những lời thốt ra từ người bạn, tôi như chết lặng. Thực sự vấn đề là nằm ở tôi sao? Mẹ luôn dặn tôi, dù bản thân có giỏi giang ra sao thì hãy luôn nên khiêm tốn. Sự kiêu căng sẽ làm hỏng cả những thiên tài. Tôi hoàn toàn được thừa hưởng gen di truyền từ bà nên tôi rất giống bà khi còn trẻ. Nhưng khác là bà luôn khiến mọi người phải yêu thích và kính trọng, còn tôi thì ngược lại. Tôi đã sai và tôi muốn thay đổi điều đó. Tôi trở lại trường học, những âm thanh nói xấu hay chửi rủa ở đằng sau lưng tôi cũng bớt dần. Tôi bắt đầu chịu nói chuyện với các bạn nữ hơn. Tôi đã cắt đứt quan hệ với Mina. Dù chúng tôi đã ở bên cạnh nhau suốt 8 năm, tôi đã không nhận ra con người thật sự của cậu ấy. Vẫn có những người không thích và thường xuyên nói xấu tôi. Chúng ta đâu thể quản người ta nói gì đâu. Miễn sao, chúng ta không làm gì sai là được. Còn về Katarina, cậu ta đã chuyển trường vì không chịu nổi sự bàn tán. Có vẻ cậu ta cũng đã nếm trải cảm giác mà tôi phải chịu. Nhưng mà cậu ta với tôi cũng là chị em cùng cha khác mẹ. Tôi có nên giúp cậu ta không nhỉ?